Trong quá trình theo đuổi sinh viên năm tốt thì mình đã học được rất là nhiều kỹ năng. Và mình nghĩ kỹ năng mà mình có thể phát huy tốt nhất đó là kỹ năng làm việc nhóm. Chúng ta đều biết là kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường đại học cũng như là sau này khi mà chúng ta đi làm việc thì nó rất là quan trọng, bởi vì nó giúp chúng ta có thể giao lưu với mọi người, khán khả năng giao tiếp của mình tốt hơn, cũng như là chúng ta có thể trình bày ý tưởng của mình để đóng góp vào những công việc chung của mọi người. Trong quá trình mình theo đuổi danh hiệu sinh viên năm tốt thì mình đã học tập được hai kỹ năng. Đầu tiên là kỹ năng giao lưu và kỹ năng sắp xếp thời gian. Đối với kỹ năng giao lưu thì kỹ năng này giúp cho mình có thể mở lòng ra hơn đối với các bạn khi mà mình giao lưu quốc tế, đối với các bạn sinh viên của đến từ Hàn Quốc, thậm chí là các bạn sinh viên đến từ khoa khác. Và kỹ năng sắp xếp thời gian giúp cho mình có thể cân bằng được giữa việc học tập và việc tham gia các hoạt động. Trong quá trình theo đuổi danh hiệu sinh viên năm tốt thì những kỹ năng các bạn không thể thiếu đó chính là, thứ nhất, không ngủ để chạy deadline. Cái không ngủ về deadline đó thì chính là kỹ năng quản lý thời gian của các bạn. Và cái kỹ năng quản lý thời gian đó sẽ cho bạn một kỹ năng rất là quan trọng trong công việc sau này, chính là kỹ năng kiên nhẫn để thực hiện những kế hoạch các bạn đã đề ra. Theo mình, tiêu chí mà quan trọng nhất trong 5 tiêu chí của sinh viên năm tốt đó là học tập tốt. Tại vì theo mình thì sinh viên đi học đại học thì vốn là để học mà, vì vậy thì dù rèn luyện kỹ năng nào thì vẫn phải tập trung vào nhiệm vụ chính, đó là học tập trước đã, rồi mới rèn luyện các kỹ năng khác. Đối với mình thì tiêu chí quan trọng nhất của sinh viên năm tốt đó chính là tiêu chí học tập, bởi vì mình quan niệm rằng khi mà mình muốn đạt danh hiệu sinh viên năm tốt thì tiêu chí đầu tiên mình chắc chắn là mình phải đạt được đó chính là học tập thật tốt. Theo mình, tiêu chí quan trọng nhất của sinh viên năm tốt chính là hội nhập, bởi vì nếu mà hội nhập thì mình sẽ gặp được nhiều người, nhiều bạn và học được nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái kỹ năng. Và quan trọng là khi gặp được nhiều người, nhiều bạn thì mình sẽ có bồ. Theo mình thì tiêu chí hội nhập tốt là một cái tiêu chí rất là quan trọng trong quá trình phấn đấu sinh viên năm tốt, bởi vì bản thân chúng ta là những sinh viên khoa ngoại ngữ mà, nên là cái khả năng ngoại ngữ tốt sẽ là một cái ưu điểm cho chúng ta. Hơn nữa thì chúng ta đang ở trong thời kỳ hội nhập với các quốc gia trên thế giới, nên là nếu bạn có một cái khả năng ngoại ngữ tốt thì đó là một cái lợi thế cho bạn trong tương lai. Và đầu tiên thì khi mà mình nhận được thông báo từ ban tổ chức là mình đã nhận được danh hiệu sinh viên năm tốt thì mình cảm thấy rất là vui, và mình đã chia sẻ niềm vui này đối với gia đình và bạn bè thân của mình. Sau đó thì mình nghĩ là mình muốn đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt này ở cả năm sau và những năm sau. Khi đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt thì mình cảm thấy rất là vui và tự hào, và mình cũng nhủ với bản thân là sẽ không ngừng cố gắng học tập để đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa. Sau khi mà nhận cái tin là mình đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt đó, thì mình cũng hồ hởi, cũng súng xính váy quần này nọ để đi đến lễ sinh viên năm tốt, và mình cảm thấy là vui như được gặp crush mình vậy đó. Theo mình thì cũng không có sự thay đổi lớn lắm sau khi mình đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt. Và nếu có thì mình nghĩ là mình cảm thấy trách nhiệm hơn với danh hiệu mình đã đạt được. Theo mình thì cũng có thay đổi nhưng mà không thể nhìn rõ ra được. Nhưng mà mình nghĩ là mình đã có năng động và chủ động hơn trong việc mà tham gia các hoạt động ở nhiều các mảng khác nhau. Chắc chắn là sẽ có những sự thay đổi, bởi vì trước khi mình biết đến danh hiệu sinh viên năm tốt này thì mình tham gia hoạt động một cách khá là cảm tính. Mình thích tham gia hoạt động nào thì mình sẽ tham gia hoạt động đó. Thế nhưng mà sau khi mình biết đến danh hiệu sinh viên năm tốt này thì mình tham gia hoạt động một cách có kế hoạch hơn. Mình tham gia đều cả năm cả các hoạt động ở thuộc 5 tiêu chí, và từ đó để có thể phấn đấu đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt. Để nâng cao thành tích đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt thì mình đã dành nhiều thời gian để học từ mới, làm bài tập và luyện tập nhiều hơn. Và mình cũng đã cải thiện cái kỹ năng nghe bằng cách xem phim tiếng Trung cũng như là nghe nhạc tiếng Trung rất là nhiều. Thật ra về mặt học tập thì mình cũng không có bí quyết gì hết. Nên các bạn hãy cố gắng đi học đầy đủ, nghe giảng và chủ động ôn tập thi cử, càng sớm càng tốt, đừng để nước tới chân mới nhảy nhé. Hành trình theo đuổi sinh viên năm tốt của mình cũng khá là đáng nhớ. Đó là lúc mình cố gắng để đạt được cái tiêu chí hội nhập tốt. Bởi vì các bạn biết đấy, danh hiệu tiêu chí hội nhập tốt để mà có được thì khá là khó khăn. Vì vậy vào cái giai đoạn đó mình đã phải cố gắng tìm kiếm cái cơ hội để tham gia các chương trình giao lưu quốc tế của khoa tổ chức thì mới có thể hoàn thành được tiêu chí đó.
Mình có một vài kỷ niệm đáng nhớ mà để nói thì là tiêu biểu nhất thì đó là khi mà mình tham gia chương trình giao lưu đối với trường đại học ngoại ngữ Busan, thì ở đó mình đã được gặp các bạn Hàn Quốc đến từ trường đại học ngoại ngữ Busan, và thậm chí là mình còn gặp được các bạn sinh viên cùng học khoa Hàn giống như mình đến từ các trường khác ở trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và mình đã có rất nhiều kỷ niệm giao lưu cùng với các bạn ở đó. Để trở thành sinh viên năm tốt là một quá trình dài. Theo mình nghĩ cái điều quan trọng để có được cái danh hiệu sinh viên năm tốt thì mỗi cá nhân sinh viên cần phải phân bố thời gian hợp lý sao cho chúng ta có thể vừa học tập vừa có thể tham gia các hoạt động đoàn hội một cách tốt nhất. Trong quá trình mà phấn đấu trở thành sinh viên năm tốt á, thì có một cái điều rất là quan trọng đối với sinh viên, đó chính là sự năng động, sự chủ động. Tại vì nếu có được cái sự năng động đó thì các bạn sẽ tham gia được đa dạng các hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, ở các mảng khác nhau. Từ đó thì các bạn sẽ không bị quá tập trung vào một cái mảng mà bị thiếu hụt cái tiêu chí đó. Mình muốn nhắn nhủ đó là đối với mỗi bạn sinh viên hoàn toàn đều có thể đạt được cái danh hiệu sinh viên năm tốt này nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng, phấn đấu và thật sự nghiêm túc với cái mục tiêu của mình. Và bạn phải biết kết hợp giữa việc học và việc tham gia các hoạt động tình nguyện sao cho hợp lý. Mình hy vọng là các bạn có thể hiểu thật rõ cả năm tiêu chí của danh hiệu sinh viên năm tốt này, nhưng mà các bạn có thể lên một kế hoạch thật là chính xác và đúng thông minh. Từ đó các bạn có thể tham gia các hoạt động một cách có chọn lọc và có thể phấn đấu để có thể đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt này, và chúc các bạn may mắn. Mình muốn gửi lời chúc mừng tới các bạn mà đã có mục tiêu phấn đấu trở thành sinh viên năm tốt, tại vì các bạn có mục tiêu là đã làm một điều rất đáng là trân trọng rồi. Tuy nhiên thì mình muốn nhắn thêm một điều nữa, đó là so với cái kết quả thì cái quá trình đó, cái quá trình mà các bạn rèn luyện đó, cái điều mà các bạn nhận được, các bạn học được cái gì đó, nó mới là quan trọng. Danh hiệu sinh viên năm tốt là một danh hiệu cao quý đối với sinh viên, bởi vì nó chứng minh cái sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cá nhân sinh viên. Vì vậy thì chúng ta, các bạn hãy cố gắng thực sự nỗ lực để đạt cái danh hiệu sinh viên năm tốt nhé.